Dạ, xin chào anh em. Hôm nay em review cho anh em xem cái thân máy của hãng Makita. Thì là X3H07. Giá của nó là 2,5 triệu. Và DTD153, giá của nó là 1,4 triệu. Và XDT13, giá của nó cũng 1,4 triệu. Thì em sẽ cho anh em xem này. Xem thực tế thì nó có trầy xước chút xíu ha. Đấy. XBH12 thì giá của nó là 1,8 triệu này. Đây. Đấy. Rồi, chỉ có hai con XBH12 thôi. Giá của nó là cái thân máy là 1,8 triệu nha anh em. Không chổi than, rút nét này. Ba chức năng. Động cơ không chổi than. Vâng, rồi, con DTD153 rút nét. Giá của nó là 1,4 triệu. Động cơ không chổi than nha. Rồi, con X3H12 thì giá 2,5 triệu, nó có tay cầm luôn. Đấy, thì anh em nào quan tâm liên hệ Tùng 0903 397 180. Giá của nó thì em cũng đã nêu rồi. Và cái máy thì nó trầy xước xíu, nhưng mà nó đẹp lắm. Đó là động cơ không chỗ than không nha, không phải là có chỗ than nha. Vụ em này là không chỗ than này. Đó, 07 này, không chỗ than nè. Đây, còn còn một con đây, con này là XBH12. Giá của nó là 1,8 triệu này. Đó. Đấy. 07 luôn nè. Đây. 07 thì 2,5 triệu. Đó là anh em nào có pin rồi là mua về xài chung pin với hệ thống của anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Thì XBH12 giá của nó là 1,8 triệu, DTD153 giá 1,4 triệu, XBH07 có tay cầm giá 2,5 triệu, XDT13 giá của nó là 1,4 triệu. Giá này chưa bao gồm ship, anh em nào ở xa thì vui lòng cọc cho mình thì mình mới ship. Rồi, cảm ơn anh em.